Thuận Dương chào các bạn. Hôm nay Thuận Dương chia sẻ về cái vấn đề mà đối tượng tham gia học khóa học thực hành kế toán. Thì trong thời gian qua rất là nhiều bạn, anh chị và các bạn vào hỏi cô ơi, chị ơi em đăng ký tham gia khóa học được hay không? Thì hôm nay những cái đối tượng mà để tham gia khóa học, thứ nhất là đa số là kế toán viên. Thì tại vì những bạn làm kế toán viên á, các bạn chỉ làm một khâu nhỏ của một bộ phận kế toán thôi. Ví dụ như mấy bạn làm kế toán phải trả thì mấy bạn chỉ biết được là kế toán phải trả, hoặc các bạn làm kế toán tính giá thành thì các bạn chỉ biết được là kế toán tính giá thành thôi. Nên khi mà các bạn mà thấy những công ty khác mà tuyển kế toán tổng hợp, các bạn rất thích, nhưng mà vì các bạn không có đủ cái kinh nghiệm, các bạn không có biết là cái khâu kế toán tổng hợp là làm những gì, nên các bạn không đủ tự tin. Với thứ hai nữa đó là cái đối tượng là kế toán nội bộ. Có nhiều anh chị đến với Thuận Dương 5 năm, 10 năm làm kế toán nội bộ rồi, nên các bạn chưa bao giờ làm kế toán thuế, nên các bạn cũng không có đủ tự tin và các bạn cũng không có đủ kinh nghiệm về kế toán thuế mà các bạn làm. Và thứ ba nữa đó là đối tượng về sinh viên mới ra trường, đặc biệt những bạn sinh viên mới ra trường về khoa kế toán, thì các bạn khi các bạn ra trường các bạn chưa có kinh nghiệm, mà trong khi thì những công ty người ta tuyển kế toán kinh nghiệm thì làm sao các bạn có kinh nghiệm. Mà trong quá trình mà các bạn, những cái công ty tuyển kế toán phải thu, các bạn thấy đó, những công ty tuyển kế toán thuế này, kế toán phải thu, kế toán tính giá thành, bạn biết nhưng mà bạn không biết là sau khi ra trường là mình làm kế toán là làm những gì, và những cái bộ và những cái vị trí đó là mình làm những gì, nên các bạn không có hiểu cái vấn đề đó. Nên là chính vì vậy mà các bạn tham gia khóa học kế toán thực hành thì khi đó các bạn sẽ biết được. Trong quá trình học thì các bạn sẽ tiếp xúc được những cái hóa đơn, những cái giấy tờ ngân hàng, những bảo hiểm, hóa đơn mua vào bán ra, những nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các bạn định khoản và các bạn xử lý, và các bạn biết được cái quy trình, các bạn biết được cái gỡ rối đó, các bạn biết được báo cáo tài chính. Thì trong quá trình học xong rồi các bạn có tự tin để các bạn vào công ty, các bạn phỏng vấn và các bạn biết cách để mình hỏi lại cái người tuyển dụng đó. Và cái thứ tư nữa là những bạn học khoa học đại học nhưng mà khác ngành, ví dụ như các bạn học khoa kinh tế nè, học khoa văn, khoa nông nghiệp, có rất là nhiều bạn đến với Thuận Dương là học khoa kinh tế. Các bạn học, tại vì nếu mà các bạn học khoa kinh tế mà các bạn đi làm kế toán thì các bạn không có bằng kế toán các bạn xin, thì khi các bạn tham gia khóa học kế toán thực hành thì các bạn biết làm, và đồng thời các bạn muốn là trở thành một kế toán thực thụ, các bạn phải học thêm một cái văn bằng 2 của kế toán nữa. Tại vì trong quá trình mà các bạn học lên nữa thì sau này các bạn làm kế toán trưởng hoặc là các bạn làm đại lý thuế, ít nhất các bạn phải có bằng cao đẳng và bằng đại học trở lên các bạn mới làm được. Đó là những cái đối tượng mà thường xuyên đăng ký tham gia khóa học. Và đối tượng thứ năm đặc biệt nữa đó là giám đốc. Có những anh chị giám đốc công ty mới thành lập thì thật sự về thuế các anh chị cũng không có nắm, cái quy trình về thuế các anh chị không có nắm. Thì sau khi đó các nhiều anh chị cũng rất là quan tâm đến học Thuận Dương, tuy là về chuyên môn anh chị không có, nhưng mà khi nói về vấn đề thực tế là anh chị nắm và anh chị làm được rất là tốt. Thuận Dương xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe video của Thuận Dương. Thuận Dương xin chúc các anh chị có thật nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại anh chị vào những video kỳ tới.